Thưa quý vị và các bạn, nhờ linh hoạt trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất các đơn hàng mới cùng sự năng động nỗ lực của lãnh đạo công ty nên một số doanh nghiệp gia công hàng dệt may đã có được những đơn hàng ổn định trong thời điểm khó khăn của ngành may hiện nay, qua đó đảm bảo được mức tăng trưởng, việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Từ tháng 9 năm nay, công ty cổ phần Tiên Hưng gia công thêm một số đơn hàng mới, đó là các mặt hàng để phục vụ thị trường nội địa của Hàn Quốc. Trước đây, các thiết bị phụ kiện và đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật công nhân chủ yếu sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Lúc đầu, lãnh đạo và đội ngũ công nhân còn khá bỡ ngỡ, bởi trước đây quen làm hàng jacket truyền thống, nay phải làm các đơn hàng mới, chất liệu vải cũng khác trước. Nhận một cái mã hàng mới là anh em chúng tôi là phải họp trước khi đưa vào sản xuất, là nghiên cứu những cái mã hàng kết cấu sản phẩm phức tạp, máy chế thử trước. Các anh em sửa máy chuẩn bị tất cả những cái thiết bị cho mã hàng mới này thì khách hàng luôn đi trên thuyền, có gì là anh em chúng tôi chỉnh ngay trên thuyền sản xuất. Giữa năm 2022, công ty may Thiên Sơn bắt đầu chuyển sang gia công một số đơn hàng dệt thoi cho các hãng thời trang trong nước như Jody và Owen. Việc đầu tư thêm một số máy móc đã tốn kém, song quan trọng là năng suất những tháng đầu thường thấp hơn rất nhiều trước đó. Nguyên nhân là do người lao động phải mất thời gian tiếp cận với việc gia công sản phẩm mới. Khi chuyển đổi các đơn hàng mới này thì công ty cũng phải tuyển thêm các đội ngũ kỹ thuật ngành nghề, bố trí các công nhân có trình độ tay nghề kỹ thuật cao, đầu tư thêm máy móc trang thiết bị mới để phục vụ cái đơn hàng tốt nhất đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Mục tiêu là để đảm bảo giờ làm cho công nhân, ổn định thu nhập của người lao động. Dự báo thời điểm đầu năm 2023 sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp may ký được các đơn hàng gia công mới. Nguyên nhân chính vẫn là do lạm phát của một số thị trường dẫn đến sức mua bị giảm. Điều này cũng đã từng xảy ra ở năm 2008 khi nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Theo lãnh đạo các doanh nghiệp may lớn, thì đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gia công may phải tự đổi mới để phát triển. Dòng hàng dệt kim hiện giờ đang suy giảm, nhưng mà dòng hàng về công sở, rồi các cái hàng về jacket, outerwear vẫn phát triển tốt. Như vậy, cái thị trường thì có thể giảm dòng hàng này nhưng mà lại ổn định hoặc là tăng trưởng dòng hàng khác. Trong cái bối cảnh đó nó cần cái sự linh hoạt rất là nhiều. Và như vậy, những cái mô hình của các cái doanh nghiệp mà đảm đương được cái sự linh hoạt này trong sản xuất chắc chắn là sẽ có được những cái kết quả tốt. Linh hoạt trong sản xuất đòi hỏi sự cố gắng của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo tăng trưởng, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Đây đang là những thách thức đặt ra với các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh.